nha. Đây là những cái mẫu áo đầm, áo kiểu của khách hàng. Mình xin mời cả nhà cùng xem các mẫu áo kiểu của nhà may Cát Đằng. Mình xin chúc cả nhà một ngày vui khỏe, an lành, hạnh phúc. Và cảm ơn cả nhà đã đăng ký kênh nhà may Cát Đằng để học may thiêu vẽ cùng nhà may Cát Đằng.